Mùa hoa sữa thối. À, anh về rồi. Em làm gì ở đấy? Em ra đón anh. Mùi hoa sữa nồng thế nhỉ? Cây hoa sữa nhà mình đấy, hoa sữa nở rồi, trời sang thu rồi anh à. Khi đi xa anh sẽ nhớ hương thơm này lắm đấy. Sao hôm nay anh về muộn thế? Em đứng đợi anh gần 2 tiếng đồng hồ rồi đấy. Em đợi làm gì, cứ ngủ trước đi chứ, anh nhiều việc lắm. Anh về muộn, em lo, em không ngủ được. Anh không ăn cơm trưa à? Ờ, trưa nay mấy bạn rủ anh ra ngoài ăn nên... Em đã dặn anh đừng ăn ở ngoài rồi mà. Hôm nào em cũng chuẩn bị cơm canh cho anh đầy đủ. Anh ăn cơm em nấu, em mới yên tâm. Em nói ít thôi được không? Ừ, sao anh lại nói thế? Em chỉ lo cho anh nên mới nói thế thôi mà. Anh đi ngủ đi, mai còn ra sân bay sớm. À, anh đi tắm cho mát rồi mới ngủ chứ. Ừ, được rồi, được rồi. Anh ơi, quà cho thầy nè anh. Anh vào đến nơi mua chai rượu hộp bánh là được rồi. Quà này trong Nam không có đâu, anh mang vào biếu thầy, chắc thầy vui lắm. Thầy ơi, em biếu thầy cô hộp sâm em mua ở nước ngoài ạ. À? Còn đây là cuốn sách quý em vừa lùng được, em biếu thầy. Cảm ơn các em còn nhớ đến thăm thầy là thầy vui lắm rồi. Thôi nhé, đây là lần cuối đấy. Ờ, thưa thầy, em cũng có chút quà biếu thầy. Thầy cảm ơn em. Ôi, cốm mà. Hương cốm đầu mùa. Đã 10 năm rồi em mới được ngửi mùi hương cốm mới. Nhà em gần làng cốm hay sao mà mua được cốm tươi ngon thế này? Dạ, làng cốm cách nhà em cũng gần 20 cây. Sáng nay vợ em dậy sớm đi mua về cho kịp ra sân bay đấy ạ. À. Vợ cậu hả? À, tớ nghe kể rồi. Có phải cô vợ lúc nào cũng chăm cậu như chăm trẻ không? Ờ, các cậu cứ nói thế. Chỉ là tớ có lần bâng quơ kể cho Vi nghe, hồi mới vào đại học, cứ nhớ mãi cảnh thầy giáo mình cứ sang thu vào giờ nghỉ giải lao lại ngồi nhẫn nha ăn cơm. Hồi ấy, nhà hai vợ chồng thầy cũng xa làng cơm lắm, nhưng biết thầy thích ăn cơm, sáng nào cô cũng mua để sẵn trên bàn cho thầy rồi mới đi làm. Đã lâu lắm rồi em mới được ngửi mùi hương cơm mới mình à. Cho cô gửi lời cảm ơn vợ em nha. Em có cô vợ chu đáo lắm đấy. Thưa cô, đúng là chu đáo quá ạ. Em nói gì Vi cũng nhớ như in, rồi nhất nhất làm theo. Cô ấy quan tâm em quá mức, nhiều khi em cảm thấy như đang mất tự do ấy ạ. Có một nhà văn nói thế này, trong cuộc sống, một số người có tính quan tâm hơi nhiều, nhưng tôi nghĩ đó gọi là tình yêu. Tình yêu ạ? Thưa thầy, nhiều khi em thấy Vi y hệt như cây hoa sữa đầu nhà em vậy. Hương thơm nồng nàn đến nỗi nhiều lúc em thấy ngột ngạt. Nhưng mới xa có một chút đã thấy nhớ lắm ạ. Chiến thắng. Mình thấy cậu càng ngày càng tiến bộ đấy Nam ạ. Ừ, là chúng mình chứ. Mình mong chúng mình có thể đủ thành tích tham gia thi đấu trong cuộc thi chạy marathon toàn thành phố sắp tới. Mình cũng mong được vậy. Cậu biết không, ngày xưa ba mình từng giành chiến thắng trong cuộc thi marathon toàn Hà Nội đấy. Ồ, thật trùng hợp, ba mình cũng vậy. Ba mình tham gia thi đấu năm 1998. Không thể thế được, năm đó chính ba mình là người chiến thắng mà. Năm 1998. Cậu có nhớ nhầm không? Không thể nào lại có tới hai người chiến thắng trong một cuộc thi marathon. Vậy thì ba cậu đã nói dối cậu. Ở nhà mình còn treo rất nhiều ảnh ba mình đứng trên bục nhận giải cao nhất để nhận huy chương vàng. Trên ảnh còn ghi rõ năm 1998. Nếu cậu không tin thì cứ qua nhà mình mà xem ảnh. Được, thì qua nhà cậu. Cậu xem cho kỹ đi. Đây là bức hình mà mình đã nói với cậu.
thế được. Người đứng trên bục nhận huy chương vàng không phải ba mình, đây là ba mình. Ba đã rất tự hào vì chiến thắng trong cuộc thi năm đó. Ba, đúng là ba rồi. Nhưng ba chỉ giành huy chương đồng, chứ không phải người chiến thắng như ba đã kể cho mình nghe. Nam, con sao vậy? Sao hôm nay con không đi tập? Tại sao ba lại nói dối con? Chiến thắng và vinh quang ba nói với con không phải sự thật. Con nói gì vậy Nam? Ba nói với con rằng năm đó ba đã tham gia giải thi marathon Hà Nội và giành chiến thắng. Đúng. Nhưng trên bức ảnh chụp lễ trao giải con được thấy người giành huy chương vàng không phải là ba. Ồ, thì ra là vậy. Nhưng con trai, người chiến thắng đâu chỉ có nhà vô địch. Vậy là sao? Con không hiểu. Hồi còn bé, ba mắc phải căn bệnh hen suyễn nên thể trạng lúc nào cũng yếu ớt, gầy gò. Ông bà nội con luôn lo lắng, luôn coi ba như một người ốm yếu bệnh tật. Ngay cả tới lúc ba đã trở thành một chàng thanh niên, ba đã rất mặc cảm và tự ti, vì trong mắt mọi người, ba chỉ là một kẻ bệnh tật ốm yếu và vô dụng. Không, nhất định ba không thể là một kẻ yếu hèn. Ba đã quyết tâm tập luyện để cho tất cả mọi người thấy ba hoàn toàn khỏe mạnh như mọi người, và để ông bà nội có thể yên tâm và tự hào về ba. Ba đã kiên trì tập chạy suốt 5 năm. Và khi có cuộc thi marathon toàn thành phố, ba đã đăng ký để thử thách mình. Ba chỉ mong mình có đủ sức khỏe để kiên trì về tới vạch đích. Ba cũng không ngờ mình đạt huy chương đồng. Điều khiến ba hạnh phúc nhất là ông bà nội con đã đứng nhìn ba trên khán đài và mỉm cười hạnh phúc. Ba đã về đích, tức là đã thành công. Ba không cần quan tâm ai là người đạt huy chương vàng, nhưng ba thấy mình là người chiến thắng. Ba ơi, con hiểu rồi, người chiến thắng là người đến được nơi mình muốn, chứ không nhất thiết đến được nơi cao nhất. Ngôn ngữ tâm hồn. Mày đến đây làm gì? Ở đây không ai thèm chơi với mày đâu. Đúng đấy, về nhà đi. Ai mà thèm chơi với... Thôi, tớ phải về nhà đây. Mai gặp lại nhé. Ba ơi! Mẹ ơi! Cứu con! Ai mà thèm chơi với đồ câm? Cứu! Cứu mình với! Còn cầm này, đi ra chỗ khác cho bọn tao chơi đi. Mày làm gì thế hả? Trả lại dây cho bọn tao. Mau ra giúp cậu ấy nhanh. Cậu cho mình xin lỗi nhé. Cậu không giận mình, lại còn cứu mình nữa. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu tha thứ cho mình nhé. Cậu cho bọn mình xin lỗi nhé.
ỷ vào người khác. Cái gì vậy? Sớm đi hả? Chắc là sắp có mưa. Đừng treo mình nữa, để yên cho mình ngủ. Cậu làm gì đấy? Để yên cho mình ngủ chứ. Mình có làm gì đâu. Thế ai đổ nước vào mặt mình thế này? Mình không biết. Mình đang xem tivi mà. Nguy rồi, nhà mình bị thủng một lỗ trên mái kìa. Bị thủng à? Đấy, nước ở đấy chứ ở đâu. Thế mà lại bảo mình đổ nước vào cậu. Ôi, cái lỗ kia thủng ra to ghê. Chắc là sóc vàng sẽ lợp lại thôi. Mình yếu ớt thế này. Chắc hôm qua cậu ta xem tivi muộn lắm đây. Thôi, để cho cậu ta ngủ. Ôi, đã muộn thế này rồi cơ à? Sóc nâu đi đâu rồi nhỉ? À, chắc là cậu ta đi kiếm lá về lợp mái nhà đây mà. Ồ, sóc vàng đâu rồi nhỉ? À, chắc là cậu ấy đi kiếm đồ về lợp mái nhà. Chà, mỏi quá. Sóc nâu, cậu đã ngủ rồi sao? À, chắc là lợp lại cái lỗ thủng trên mái nhà mệt quá hả? Ơ, mình tưởng cậu đi kiếm đồ về để lợp, nên mới về muộn thế chứ. Thế cậu đi từ sáng mà vẫn chưa kiếm gì về bịch nó lại à? Thì... mình cứ nghĩ là cậu làm rồi nên... Mà thôi, có cái lỗ bé tí thế thì lúc nào làm chả được. Mình mệt quá, đi ngủ thôi. Ôi, ôi, lạnh quá. Trời ơi, lạnh quá. Tại cái lỗ thủng kia. Mà mình tưởng cậu đã bịt nó lại rồi. Ai dè. Mình ngày nào cũng phải đi kiếm thức ăn. Tưởng cậu sửa nó rồi chứ. Cậu nói là lúc nào làm chẳng được. Thế mà đến bây giờ nó bung ra to gần bằng cả mái nhà rồi mà vẫn không sửa. Ôi, lạnh quá. Không chịu được nữa rồi. Tại cậu đấy. Tại cậu thì có. À, chết rồi. Thế là nhà đổ mất rồi. Tất cả là tại cậu đấy. Sao cậu không chịu sửa nhà từ sớm đi? Mình cứ nghĩ hàng ngày mình đi kiếm đồ ăn, cậu ở nhà phải sửa chứ. Cậu lười biếng, suốt ngày ngủ, giờ còn kêu ai? Biết thế này thì mình đã lợp lại và cột chặt ngôi nhà vào cành cây rồi. Ừ, biết thế mình chắn trong vào cậu nữa, tự mình làm cho xong. Liệu chúng mình có bị chết cống không nhỉ? Sự phân giải của mèo xám. Thank you.
cậu ở đâu ra thế? Con cá này là của tôi. Nó là của tôi mà. Chính tôi bắt được nó mà. Tôi mới bắt được nó. Anh thấy tôi bắt được rồi mới nhảy vào chứ gì. Tôi bắt được trước. Nó là của tôi. Tôi bắt được trước. Nó là của tôi. Hả? Cá? Của tôi. Của tôi. Chúng đang tranh nhau con cá à? Của tôi. Của tôi. Thế thì chia đôi đi. Đôi là đôi thế nào? Hai cậu đang làm gì thế? Tôi bắt được trước nên tôi phải được nửa già. Anh chỉ được nửa non thôi. Tôi mới được phần nhiều chứ. Anh được phần ít thì có. Thôi nào, sao phải tranh nhau thế nhỉ? Có gì từ từ bảo nhau. Các cậu cứ dặn như thế, nát hết cá thì sao? Tôi và cậu ta cùng bắt được con cá này. Chúng tôi định chia nhau. Nhưng tôi bắt được trước nên tôi phải được phần nhiều hơn. Bác đừng nghe cậu ta nói bậy. Tôi mới là người bắt được nó trước. Cậu ta chỉ đáng được nửa non thôi. Tôi bắt chứ. Tôi chứ. Thôi thôi, hai cậu đừng cãi nhau nữa. Để tôi chia giúp cho. Được rồi, chúng ta sẽ nhờ bác mèo xám chia xem ai đúng ai sai. Nhất trí. Bác phân giải giúp chúng tôi nhé. Được rồi, nhưng hai cậu phải tuyệt đối nghe theo ta mới được. Vâng, nhất trí. Vậy hãy nâng con cá lên khỏi mặt đất. Trước khi phân chia, tôi hỏi các cậu một câu. Ai trong hai cậu bắt được con cá ở đằng đầu? Tôi chứ còn ai. Tốt. Thế ai bắt được đằng đuôi? Tôi bắt được đằng đuôi. Hả? Sao lại... Người bắt được đằng đầu thì được phần đầu. Người bắt được đằng đuôi thì nhận phần đuôi. Phần thân là dành cho người biết phân giải như ta đây. Sao? Sao lại thế? Thế là khỏi phải tranh nhau nhé. Sướng chưa? Bảo chia đôi thì không nghe. Giờ thì chia ba, lại toàn những xương cùng xấu. Còn hơn cái đồ vừa ngu vừa tham ăn. Cố mà nhai cái đầu xương xấu đi nhé. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.